Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm clip để giới thiệu về cho tất cả các bác những mẫu loa bát 30 để thay thùng dựng loa. Anh em đại lý lấy số lượng. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, Tùng Nguyễn chúc tất cả các bác mạnh khỏe và có cái sức khỏe thực tốt để làm việc hiệu quả. Hôm nay em lên cho tất cả các bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc là 7 loại bát 30. Trong đó có những cái mẫu tép kèn hoặc là phân tần để dựng loa. Đấy. Bát 30, nhà em có trên dưới 450 mẫu các bác nhé. Nhưng hiện tại các bác đang được xem 7 mẫu bát 30. Đấy, rất là nhiều mẫu để cho tất cả các bác chọn. Tại sao nhà Tùng Nguyễn phải làm nhiều mẫu như này mà lại không làm 1-2 mẫu loại chất lượng thôi? Ở đây các bác đang được xem có những mẫu đắt và có những mẫu bình dân để cho vừa khách vừa lòng khách, là chất âm nó sẽ khác nhau. Đấy, nói dài dòng vừa thôi. Và bây giờ em Tùng Nguyễn Audio sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, thông số bát, củ từ, bích tê lỗ để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Sau đây em sẽ giới thiệu về thương hiệu trước. Một cặp bát 30 hàng chính hãng của The Well từ 109/76. Loại này của nó là mã là 003C. Đấy. Loại này bình dân các bác nhá. Và một loại bát 30 từ 107/76 mang thương hiệu Martin, bích thép 7 màu từ 107 nhá. Các bác lưu ý cho em, đây là từ 109. Công suất của nó là 500W. Từ 170 công suất là 400W. Đấy, từ 109 có thể nó lên đến 600W. Và tiếp tục là một đôi bát 30NG phiên bản nâng cấp của mã của nó là 350A. 330NG 350A. Đấy, cùng với phiên bản này loại cao cấp hơn một chút. Các bác có thể mua đôi bát 30NG model là 12WF336. Đấy, 336, hàng cao cấp hơn, xương chảy đôi, con này xương một xương và phiên bản nâng cấp. Và tiếp tục là một đôi bát 30BMB, loại này thì là loại thường. Các bác đang nhìn ở đây, em không có chữ in chữ BMB vào đây làm gì. Loại thường không có in chữ vì em đang bán một loại thì nó có in chữ là loại xịn của China. Thì nhưng mà loại này là loại thường thôi. Thì nhưng mà chất âm của nó rất là tốt vì nhập cấu hình của nó đẹp lắm và từ to. Đấy. Nói chung là nó là công ty của nó khác nhau thôi, điều chất lượng của nó rất là tốt. Còn công ty kia thì nó làm hàng đắt hơn. Và các bác đang được xem ở đây là tiếp tục là một đôi bát 30 toàn giải từ 140/51, ra cả 3 giải đều nhau. Và đây là một đôi bát 30 chính hãng của GQ. GQ này hiện tại em đang còn màng tím đây này, sau này nữa thì còn mà xương cam và màng đen. Đấy, đây là những đôi bát mà chất lượng. Còn đây em ké một đôi bát 25BM từ 170 và côn 65. Model của nó là hàng chính hãng BM 10BM 200N. Thì các bác nếu như nên full 30 thì em, nếu các bác nắp từ 170 như này, các bác có thể nắp cặp tép NG từ 120/14 hoặc là từ 190NG cũng nắp được cặp tép như này. Còn phân tần của nó là F002A, có bóng cầu chì để chống cháy các bác nhé, có bóng cầu chì chống cháy, phân tần xịn của nhà máy China, F002A. Đường bát, đường check của nó là đường hi đây, và đường input là đường vào. Đấy, còn các bác có nhu cầu mới cái cặp tép mà có thể là cao cấp hơn và khỏe hơn một chút, các bác có thể là lên với cả cặp tép của nó có mã là ND253GCF. Các bác lưu ý cặp tép này trên thị trường có rất nhiều loại, nó là hàng từ dày và bích dày. Các bác lưu ý cho em nhé, khi mua hàng các bác để cho em từ dày bích dày. Đấy, các bác có thể là lấy cặp tép khủng hơn nữa, từ 140/14, từ 140/14, con này là từ 120/14. Các bác lưu ý cho em mã của nó là L850, từ 140. Các bác đọc từ ra cho em, nắp của củ tép nắp nhôm hết, và củ này là củ gen xoáy. Đấy, thì sau đây em cũng có giới thiệu qua rồi thì em sẽ có một bài giới thiệu kỹ hơn về thông số của loa, chất âm của loa để cho tất cả các bác tham khảo. Đầu tiên em xin giới thiệu cho tất cả các bác, vừa nãy em giới thiệu cặp này đầu tiên thì em lại quay lại nói nó giới thiệu đầu tiên từ 109/76. Em sẽ giới thiệu nhanh để cho các bác không phải xem lâu vì nhiều loa bát quá.
600W trên trực kháng 8 ohm mã 5003C từ 109 con 76. Gân của nó là gân vải tẩm dầu, hai gân màng giấy màu đen, hàng chính hãng của công ty Dowell các bác nhé. Con này tiếng ca cực sáng và giá thành bình dân, và chất âm của nó cực tốt. Và đây là cặp bát 25BM hàng chính hãng của công ty BM Made in China từ 107 con 65. Gân vải tẩm dầu hai gân và màng xương nhung đúc trẻ đôi, xương nhung đúc trẻ đôi từ 107 con 65. Keo phấn hồng hàng chính hãng của công ty BM. Cặp này lắp loa nằm, loa full đều cực kỳ ok. Nếu có nhu cầu về tiếng ca hãy lắp BM cho em, tiếng của nó rất hay. Và đây là cặp bát 30 Martin từ 170 con 76. Các dòng âm ly hoặc là đẩy yếu thì các bác có thể chơi cái cặp bát 30 Martin bích thép 7 màu này từ 170 con 76, gân 3 gân từ 170 con 76. Đấy, rất là đẹp. Cặp loa bát nó đẹp không? Quá là đẹp luôn. Bích thép tê lỗ đều 7 màu hết, rất là đẹp, từ 170 con 76. Đây là các dòng từ 170 từ 190 đều là những cái cấu hình bát của loa full các bác nhé. Full đơn, full đôi các bác có thể lắp. Đấy. Và đây là cặp bát chuyên lắp loa nằm hoặc là loa cây. Bát 30BW từ 156 con 63. Dòng này em nói luôn không có in chữ gì cả, để cho các bạn dễ mua. Đấy, em in vào một cái các bác bị lẫn lộn hàng. Có sao thì nói thế, các bác mua rất là dễ. Đánh dâu tay thỏ các bác nhé, đánh âm ly khỏe một chút. Vì con này côn của nó côn 63 và từ 156. Đẹp không? Cặp loa bát đẹp, rất đẹp luôn. Bát 30BW. Đấy, loại bích đen. Cứ đọc ba bát 30BW từ 156 loại thường. Em có thể chốt đơn cho tất cả các bác thành công. Các bác có nhu cầu đến bát LG. Mang sơn dầu, gân vải tẩm dầu 3 gân. Phiên bản nâng cấp của LG, mã của nó là 350A. Côn của con này cuốn một lớp bên trong, cuốn một lớp bên ngoài. Bình thường chỉ có hai lớp bên ngoài thôi, nhưng con này cuốn hai lớp. Và phiên bản nâng cấp để tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời, vừa bát vừa lời rất hay luôn. Rất phù hợp dòng loa kéo sự kiện rồi là gia đình. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Màng của nó được sơn dầu ở lớp bên trong và bên ngoài. Đấy. Nâng cấp mà, phiên bản này nâng cấp rất là hay, tuyệt vời luôn. Và vừa rồi là LG thì em cũng lại review tiếp là LG. Mã con này là 336 từ 190 con 76, gân vải tẩm dầu 3 gân. Các bác cảm thấy nhiều loa bát và bát của Tùng Nguyễn đẹp, chất lượng, hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nhé. Con này màng xếp ly lẫn sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân. Từ 190 con 76, hàng này nó gấu hơn và côn của nó côn dây dẹt. Tiếng con bát 336 này cực kỳ là tuyệt vời. Ai có nhu cầu cao thì đặt cả bát này, nó có thể đắt. Nó chỉ nó hàng cao cấp của công ty NG. Và đây là cặp bát 30 toàn giả từ 140 con 51. Ai mà muốn trợ lời hát karaoke mà nghe nhạc bolero thì không thể nào mà thiếu được cái dòng toàn giả. Đánh cả 3 giải đều nhau, bát trung tép và đánh thẳng trực tiếp từ cầu âm ly hoặc cầu đẩy vào đây. Không cần phân tần, không cần loa trông, không cần loa chép. Và thùng cực kỳ đơn giản. Các bác nào mà có nhu cầu thùng bị thùng có thể là mình thay vì mình trợ lời trợ liếc thì giải quyết khâu nghe nhạc và trợ lời cực kỳ tốt luôn. Và đây là một đôi bát chính hãng của GQ từ 190 con 76, và các đôi sau nó là xương màu cam, còn này xương màu trắng, xương cam là màng màu đen, còn đây là dáng mẫu là của GQ. Em chỉ còn vài đôi này nữa thôi là hết hàng rồi, chấm dứt hợp đồng với công ty của GQ này. Từ 190 con 76, chấm dứt cái lô này thôi. Còn đâu có làm nữa hay không thì phải đợi cái tệ nó xuống thì mới biết được. Đợt này hoãn các bác ạ, hoãn. Từ 190 con 76, bích tê nó cũng dày. Em nói luôn là còn có mấy đôi này thôi, nên bác nào nhanh tay thì được. NG thì nhà em có rất nhiều, nhưng mà GQ thì hiện tại đang đợi. Các bác có nhu cầu về giá và liên hệ mua sản phẩm, hãy liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Rô để đặt hàng, đọc mã sản phẩm, nhận hàng được kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền, đúng mẫu Tùng Nguyễn giới thiệu mới phải nhận hàng. Còn giá bây giờ nó đang dao động thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em. Đây là cặp phân tần F002A, phân tần full đơn, một bát và một chiếc kèn. Phân tần full 30 loại chất lượng thì mình có thể dựng loại này. Còn đây là cặp tép NG. Ai chơi với gian xoáy em đưa gian xoáy, ai chơi với bắt ốc thì chỉ cần bắt 4 con ốc này, em đưa ốc cho tất cả các bác.
Model 1HG120-5. Đây là tép chính hãng của LG, loại nắp nhôm. Còn đây là tép của nó là giờ xếp từ 1204 LD253, 4 giây và bích giày. Con này nó sẽ khỏe hơn con NG một chút nhé. Khỏe hơn con NG một chút. Nếu mà ai muốn nắp bát con to thì nắp con giờ xếp này. Và đây còn khỏe nữa thì là từ 140-14 nắp nhôm. Nhìn quá gấu luôn. Tép kèn nhìn quá gấu, bích tê nỗ dày. Ai muốn chuyển sang bát ốc em lại tặng bích nối. Rất là đơn giản. Quá đơn giản luôn. Hôm nay em Tùng Nguyễn audio thứ hai là một video 10 phút và rất nhanh và rất hiệu quả. Các bác có thể hiểu rõ được về loa bát của Tùng Nguyễn audio. Và em giải đều ra đây thì các bác có thể là so sánh được mẫu này mẫu kia. Đấy, không cần phải nói nhiều, không cần phải khen nhiều. Mà các bác có thể là so sánh ví dụ như DOL này, Martin này, NG này, NG hoặc GQ. Đấy, có rất là nhiều các mẫu để so sánh. Thế nên các bác cực kỳ yên tâm đến chất lượng loa của Tùng Nguyễn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất. Các bác nhớ chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.